Hi. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Mua Đi Dò. Bình viên tàu lao chào với đao Trần Hoàng Đại Lâm Balotelli. Đây là sân cầu tre Huyền Thoại, hẻm 139 đường Liên Thế Minh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là kèo kỳ 12m đổi sân. Bên đây là tài nhỏ và chầm dên, còn bên kia là bộ năm của thập cẩm cầu tre lộn xộn xà bần. Tỷ số đang là 6-1 đổi sân nha các bạn, 6-1 rồi. Libro và Libro chai nóng và chai lạnh 135.000 một chai, chai đỏ mỏi vai gáy 145.000 một chai. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Hiện tại Đại Lâm cũng có một kênh phụ là Đại Lâm Chuyện bên lề. Quay lại tất cả các sân bóng nhộn nhịp đủ thứ các kiểu. Các bạn hãy thương yêu ủng hộ, đăng ký share và like và share. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Hai chấp năm nha các bạn. Hai sáu. Hai chấp năm. Hai sáu. Bên kia là tài nhỏ và chầm dên. 3-6. Hôm nay là ngày đầu tuần, kèo hẹn của tài nhỏ và gơ tay nha các bạn. 3-6. Lại là một pha thiếu cảm giác rồi của Bình tên lửa. Còn đây là kênh YouTube. Các bạn nào có chơi đam mê chơi xẻ rắc thì hãy vào kênh YouTube của Vũ Tấn Xẻ Rắc nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Vũ Tấn Xẻ Rắc. Tỷ số đang là 7-3. Rất khó khăn cho bên năm nha các bạn. Rất khó khăn. Rầu rớt một trái bóng quá các bạn ơi. Đây là những buổi tập thể dục dưỡng sinh, chầm dên và tài nhỏ cùng các cầu thủ Cambodia. Ôi xin lỗi các bạn, cầu tre. Lại là Bình
đánh bóng ra ngoài. Đổi bên, đổi xa, đổi bên rồi. Thì ta bây giờ là Bình vào giữa. Vinh. Rồi, chú béo ba bên đây rồi. Trên là Thái Salem. Cẩm Mỹ Đồng Nai và Hưng Mi Nhon ở trên. Đây là sân cầu tre Quyền Thoại, hẻm 139 đường Nguyễn Thu Minh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Lại là một pha tự sát tại đống lát vừa rồi của Vinh xe tải. Bên kia là Tài Nhỏ và Trầm Dên 2.5. Tỷ số đang là 8-3. 8-3 quá xa. Lại là một pha tự sát tại đống lát rồi của Trầm Dên. 4-8. 4-9-4-8. 4-9 rồi. Tỷ số đang là 4-9 nha các bạn. Lại là Hưng Mi Nhon đến bóng ra ngoài. 14. Chắc lẹ vậy quýnh chắc lẹ. Mười một bốn. Bóng tốt. 6-11. Ở 5-11. Kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây hết. Xin chúc mừng Tài Nhỏ và Trầm Dân. Dễ dàng và dễ dàng vượt qua câu các cầu thủ cầu tre, quá dễ dàng các bạn ơi. Các bạn thấy nhớ share và like và share. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Là nhiêu mét rưỡi mét? Đang cáp kèo và cáp kèo tiếp tục nha các bạn. Các bạn hãy chờ xem nha.